Chào mừng các bạn đến với kênh Roco Trải Nghiệm. Hiện tại ba má Roco đang check in tại vườn quốc gia Nam Cát Tiên. Chỗ resort này thì cách cổng vườn quốc gia khoảng 100m. Bây giờ thì ba má Roco mới nhận phòng. Đó, mọi người thấy đẹp không? View đẹp không? Ba má Roco sẽ làm một cái clip riêng về cái khu resort này để mọi người cùng tham khảo nha. Căn phòng của ba má Roco chọn là ở khu F. Có thể liên hệ với lại quầy tiếp tân. Thì chiếc thuyền này sẽ chở chúng ta đi dọc con sông, ngắm hoàng hôn hoặc là ngắm bình minh. Bây giờ sẽ quay sơ sơ về căn phòng cho mọi người xem. Ở trước cửa phòng nè, có sẵn một cái võng. Chiều mát mát mà ra đây nằm võng là lý thú lắm á. Cái đường đi lên thì hơi nhỏ nha. Các bậc gỗ cũng khá là nhỏ. Và đây là phòng của ba má Roco nè. Giờ này tầm khoảng 2 giờ trưa. Mình nghe được tiếng chim hót rồi tiếng côn trùng nữa, cũng vui lắm. Đây căn phòng này, view sông, dành cho hai người lớn. Vào thì thấy cũng đầy đủ tiện nghi lắm á. Có quạt, có máy lạnh, có tủ, rồi có tủ lạnh nữa. Đi thẳng ra phía sau đây sẽ là một không gian nữa. Phía sau này có cái ghế nè, ghế đây ngồi, có thể chiều ra đây ngồi để ngắm Hòn Đông Bộ bên kia. Và đây là nhà vệ sinh, nhà vệ sinh nằm tách biệt ở bên ngoài, ở phía sau phòng ngủ nha. Nói chung đồ dùng ở đây thì không mới lắm đâu, nhưng mà theo má Roco thấy thì cũng đầy đủ, khá đầy đủ đó. Trong toilet có quạt luôn nữa nè. Sàn nhà cũng khá là sạch. Có nguyên một khoảng không có lớp kính, rất gần gũi với thiên nhiên. Ở đây rất gần gũi với thiên nhiên, cho nên chìa khóa cũng xài ổ khóa này nha cả nhà. Dễ thương ha. Bây giờ ba má Roco sẽ đi xuống dưới kiếm cái gì ăn. Ăn xong rồi mới đi qua rừng. Vậy nha, lát gặp lại. Khóa cửa phòng phong cách thiên nhiên, dân dã. Phòng này là phòng số 10 khu F nha cả nhà. Có view. Đây là lá cây sung. Cái lá này ăn được nha cả nhà. Ăn với lại nem nấm á, nem nấm nem bì ngon lắm á. Đây là Hòn Đông Bộ và đây là khu F, khu mà ba má Roco ở nè. Ở đây còn có từng căn như vậy nữa. Giờ sẽ đi ra để lên nhà hàng. Phòng ở đây giá cũng tương đối ha. Cái phòng của ba má Roco ở là 700.000 một đêm. Có bao gồm ăn sáng luôn rồi. Sáng ngày mai sẽ ăn sáng từ 7 giờ đến 9 giờ tại nhà hàng của resort. Ở đây có tượng của Bạch Tuyết và 7 chú lùng. Bên đó là nhà hàng á. Nhà hàng ở đây theo thực đơn đã gửi trước cho ba má Roco thì thấy là có cơm nè, có lẩu, có nhiều món lắm. Và phía trước đây là bãi giữ xe. Xe có thể đậu ở đây hoặc là đậu ngay chỗ phòng của ba má Roco á, cái khoảng sân trống phía trước á, có thể đậu ở đó. Ở đây cũng khá nhiều xe tới á. Bây giờ vô nhà hàng ăn nha. Đây là thực đơn ăn uống của nhà hàng tại Rinpampu Lock. Có rất nhiều món. Gà, heo, rau, canh, xào, chiên, cá, bò, heo mọi, nai nữa. Ba má Roco đã kiếm được một chỗ ngồi có cái view rất là thoáng mát. Cảm thấy cây sung đã không? Một lát đi bộ ngược lại đằng kia để đi qua vườn quốc gia Nam Cát Tiên. Xin chào các bạn đến với kênh Roco Trải Nghiệm. Hiện tại thì Roco đang ở trong rừng quốc gia Nam Cát Tiên cùng với các cô và các bạn. Con đi ngoại khóa lần này thì ba má không đăng ký đi theo đoàn với con, bởi vì Roco rất là bám má, cho nên ba má nghĩ là nếu mà ba má đi theo đoàn thì con sẽ không có được tự nhiên, không có được thoải mái.
Ba má muốn con phải mạnh mẽ, tự giải quyết tất cả mọi việc phát sinh trong chuyến đi. Cho nên là ba má vẫn đi theo, nhưng mà một cách lẳng lặng thôi. Sau khi ba má ăn xong thì ba má cũng sẽ đi qua vườn quốc gia Nam Cát Tiên và đi trải nghiệm vườn quốc gia theo cách mà ba má muốn. Cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi các clip của Roco trải nghiệm. Những cái clip đó được ghi nhận cũng như là để ghi lại những kỷ niệm, những ký ức mà Roco đã trải qua với lại ba má hoặc là với những người thân trong gia đình. Má chỉ hy vọng những cái clip đó sẽ như một quyển nhật ký sống động mà khi nào con cần con có thể xem lại. Và nhất là ông bà, khi mà ông bà hai bên không có đi đây đó được nhiều, thì qua những clip của con thì ông bà cũng sẽ hiểu thêm về những vùng miền ở trên dãy đất hình chữ S này. Cảm ơn cả nhà luôn ủng hộ và yêu thương Roco trải nghiệm. Xin chào và hẹn gặp lại. Tất nhiên sẽ tiếp tục những clip sau nữa để mọi người có thể trải nghiệm cùng gia đình Roco nha. Ba ơi, hôm nay mình ăn gì đó ba ơi? Lẩu cá lăng. Lẩu cá lăng nấu gì? Nấu măng chua. Cá rau nè. Ồ, nhìn nồi lẩu hấp dẫn quá. Ba má Roco sáng giờ chỉ mới ăn có mỗi người tô tiếu rồi nhịn cho tới bây giờ đó. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, cá lăng. Định ăn xong đi qua rừng mà bây giờ mấy kéo về, gió kéo về. Nước sông chảy xiết không nè. Mát thì cực kỳ mát luôn á, nhưng mà không mong mưa đâu. Bởi vì còn muốn đi qua rừng trải nghiệm nữa. Mưa rồi, ăn chưa xong mà mưa rồi. Dễ thương lắm nè, ngồi ăn mà có hai nhân viên phục vụ đặc biệt. Cưng ghê chưa? Vừa ăn vừa thưởng thức mưa rừng. Ui, đằng kia trắng xóa luôn. Mưa rồi, hu hu hu. Má Roco muốn ăn mà ba bảo ăn ít thôi, để còn đi rừng. Đó, bây giờ má Roco ngưng rồi. Chỉ còn mỗi ba. Đó, ăn cái đổ mồ hôi nè. Quất sạch cái nồi luôn. Chuẩn bị gấp với bún luôn mà má ăn ngăn lại đó. Mong trời mau hết mưa đi để có thể đi qua bên rừng quốc gia. Quay hai nhân viên hậu cần cho mọi người coi. Cưng gì đâu á. Cái này như hai anh em hay hai chị em gì đó. Thương không, thương không? Đây là cổng vào của resort. Và nhà hàng ăn uống là ngay trong đó đó. Rồi dãy phòng là đi theo đường này đi qua nguyên một dãy phòng. Còn bên ngoài kia là bờ sông. Bây giờ trời cũng mới tạnh mưa rồi. Hy vọng là từ đây cho tới tối sẽ không mưa. Ba ơi, tối nay mình ăn gì thế? Lẩu gà, rau rừng. Lẩu gà với lại rau rừng. Buổi tối ở ngoài đây thì đông vui hơn ở resort ở bên trong Nam Cát Tiên ha. Đây, lẩu gà ta. Trời ơi, thơm lắm luôn. Và ăn với rau rừng nè. Ăn cái nồi này xong là bao ấm bao đã. Rau này thì không có mùi gì hết. Nói chung nhưng mà cũng có mùi nhẹ, mùi khá hơn. Má Roco đang quay clip cho mọi người xem. Ba Roco không biết. Ba Roco hỏi má Roco ngồi ăn mà làm cái gì một mình vậy. Đây là rau rừng ăn với lẩu gà. Không có dai. Mềm. Cũng giòn giòn. Cũng ngon á. Đó, biết tôi thương chó cho nên nó tứ canh tôi ăn là đợi ngồi nha nè. Trời ơi, mà bạn này bị tật hết một cái chân á, mọi người thấy không? Đó, cái chân đó là bị tật cho nên đi có ba
cho ăn bao nhiêu xương gà mềm rồi, giờ tôi cho ăn thịt gà luôn rồi. Ngồi nó nhìn tôi chậu chực như thế tội ghê không. Đây là khuôn viên nhà hàng ăn nè. Ở đó có quầy bán sinh tố trái cây với lại hoặc trái cây dĩa để đem lên phòng ăn nha. Còn cái view này ở phía trước đó đó, chắc sáng mai sẽ tranh thủ ra ngoài đó dậy sớm để ngồi đó ăn sáng ngắm ngắm sông Đồng Nai ở phía dưới. Quay không gian gian phòng buổi tối cho mọi người xem. Tối nay ngủ phải văn mùng nè, chắc là ở đây có mũi. Còn à, đó, từ đó đi ra phía sau là toilet đó. Toilet buổi tối sáng sủa sạch sẽ chưa? Ok nha. Đây là không gian chỗ mà ba má Ruko ở vào buổi sáng hôm sau đây. Sáng sớm mà xung quanh có sương mù nữa, rồi có tiếng chim chóc, rồi có nắng sớm, rất là thiên nhiên. Đây là con đường mà từ resort đi ra công vườn Nam Cát Linh đây. Đi quay cho mọi người xem nha. Mọi người ra vô đây thì lưu ý xíu nha. Mấy bạn gà rồi mấy bạn chó con là cản đường suốt vậy đó, cho nên là chạy từ từ thôi để cho mấy bạn nó đi vô. Cưng ha. Đó, đi ra khoảng chừng tầm 200-300 mét các bạn. Phía trước chỗ mà máy lợp đó đó là cổng vườn Nam Cát Tiên rồi đó. Phải đâu xe ô tô là ở bên đây nè. Rồi, đó. Cũng tiện ha.